Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ bảy ngày 10 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên và Hòa Bình ký kết chương trình hợp tác phát triển. Đa dạng các sản phẩm nông sản tiêu biểu tại tuần lễ tôn vinh nhãn lồng Hưng Yên. Kim Động nhãn tiêu thụ thuận lợi, giá bán cao. Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo xây dựng nông thôn mới. Gần 60.000 thuê bao sẽ bị khóa nếu không chuyển đổi sang mạng 4G. Hiến tặng mô tạng, cho đi là còn mãi. Bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường ở phường Lam Sơn. Như chúng tôi đã đưa tin, chiều ngày 9 tháng 8 tại trụ sở tỉnh Hòa Bình đã diễn ra hội nghị trao đổi kinh nghiệm và ký kết chương trình hợp tác phát triển giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình giai đoạn 2024-2026. Đoàn công tác của tỉnh Hưng Yên do đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cùng đi có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và một số sở ngành địa phương. Về phía tỉnh Hòa Bình, tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình. Sau khi giới thiệu khái quát về kết quả công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, thành tựu mà hai tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, mục tiêu nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long đã thống nhất và ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển giữa tỉnh Hưng Yên với tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2024-2026, trong đó tập trung vào các nội dung trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, hợp tác về phát triển du lịch, hợp tác trong đào tạo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực, hợp tác về phát triển, sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông sản, hợp tác trong công tác quy hoạch, thu hút đầu tư, phát triển đô thị, các khu, cụm công nghiệp, hợp tác trong lĩnh vực quản lý, khai thác và sử dụng khoáng sản, làm vật liệu xây dựng, đất san lấp, hợp tác về xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, hợp tác về lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Các nội dung hợp tác sẽ là cơ sở quan trọng để các cấp, các ngành của hai tỉnh tổ chức triển khai thực hiện, qua đó phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương và hỗ trợ thúc đẩy cùng phát triển. Nhân dịp này, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên đã trao tặng kinh phí 2 tỷ đồng xây dựng nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo tỉnh Hòa Bình. Chiều ngày 9 tháng 8 tại quảng trường Cây Thao, khu đô thị Vinhome Ocean Park 2, huyện Văn Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức khai mạc tuần lễ tôn vinh nhãn lồng Hưng Yên năm 2024. Tuần lễ tôn vinh nhãn lồng Hưng Yên là hoạt động thường niên của tỉnh, là sự kiện xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên và các sản phẩm đặc trưng đến khách hàng ở trong và ngoài tỉnh. Đây cũng là dịp để các hợp tác xã, nhà vườn, hộ sản xuất, doanh nghiệp trong tỉnh giới thiệu sản phẩm, lắng nghe đánh giá của người tiêu dùng để nâng cao chất lượng sản phẩm, thay đổi mẫu mã, bao bì đóng gói, đa dạng các sản phẩm chế biến từ nhãn nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường. Giá cả sẽ bán được hơn ở nhà và các nơi khác. Tôi cảm thấy là rất yên tâm và hài lòng. Mục đích của chúng tôi khi mang sản phẩm đến đây là nhằm giới thiệu với sản phẩm giò gà Đông Tảo của chúng tôi. Khách hàng tới đây tham quan và mua hàng rất ủng hộ đặc sản của Hưng Yên mình. Tuần lễ tôn vinh nhãn lồng Hưng Yên năm 2024 có 50 gian hàng trưng bày các sản phẩm nhãn quả tươi, đường phèn, hương chi, cùi cổ và các sản phẩm nông sản tiêu biểu của tỉnh Hưng Yên như long nhãn, hạt sen, long nhãn ôm sen, bột sắn. Nhằm quảng bá giới thiệu sâu rộng đặc sản nhãn lồng Hưng Yên đến đông đảo mọi du khách thập phương. Với thổ nhưỡng và kinh nghiệm lâu đời kết hợp với kỹ thuật canh tác tiên tiến theo quy trình Việt Gáp, Global Gáp, hữu cơ, vừa giữ được nét đặc sắc riêng vốn có về hương vị, vừa đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu khắt khe của người tiêu dùng. Nhờ đó nhãn lồng Hưng Yên đã được xếp hạng thứ 13 trong top 50 trái cây nổi tiếng của Việt Nam, được tổ chức kỷ lục Việt Nam công nhận là loại trái cây ngon nhất, được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa nhãn lồng Hưng Yên hương vị tiến vua, được công nhận chỉ dẫn địa lý giúp khách hàng nhận biết và thưởng thức sản phẩm chính hiệu. Hiện nhãn lồng Hưng Yên không chỉ phục vụ du khách ở trong nước mà còn xuất khẩu đi thị trường các nước như Mỹ, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc. Hiện toàn tỉnh có trên 4.000 hectare nhãn cho thu hoạch. Ước tính sản lượng năm 2024 đạt khoảng 40.000 tấn quả tươi. Với giá bán tại khu đô thị Vinhome Ocean Park 2, nhãn hương chi từ 40 đến 50.000 đồng mỗi kg, nhãn cùi cổ từ 100 đến 120.000 đồng mỗi kg.
Đất nước tôi không có quả nhãn. Đến với tuần lễ nhãn hôm nay, tôi được thưởng thức và cảm nhận. Nhãn của tỉnh Hưng Yên rất thơm, ngon. Tôi mong không chỉ có lần này mà sẽ có nhiều tuần lễ tôn vinh sản phẩm nông sản được tổ chức tại đây. Hy vọng sẽ có nhiều khách du lịch nước ngoài được thưởng thức đặc sản tuyệt vời này như tôi. Nhãn lồng Hưng Yên sau khi ăn xong cái độ thơm ấy, thì nó rất là thơm mà nó để lại ở trên đầu lưỡi của mình một cái vị rất là tuyệt vời. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh trao chứng nhận và cúp sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024 cho 5 sản phẩm, bộ sản phẩm của các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh. Tuần lễ tôn vinh nhãn lồng Hưng Yên năm 2024 diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 8. Thưa quý vị, đây là lần đầu tiên Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức tuần lễ tôn vinh nhãn tại khu đô thị Vinhome Ocean Park 2. Hy vọng rằng với sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức, du khách và nhân dân sẽ được thưởng thức nhãn Tiến Vua và các sản phẩm nông sản tiêu biểu của vùng đất phố Hiến. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng chung của thời tiết, các diện tích nhãn trên địa bàn huyện Kim Động năm nay cho sản lượng giảm khoảng 60% so với mọi năm. Bù lại, nhãn thu hoạch có giá bán cao, thị trường ổn định nên bà con thuận lợi trong khâu tiêu thụ. Ở một số nhà vườn đặc sản trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp, lượng nhãn xuất khẩu ra thị trường không đủ cho nhu cầu các khách hàng đã đặt hàng. Hợp tác xã nhãn lồng đặc sản Kim Động năm nay ước thu khoảng 40 tấn nhãn của 10 hộ thành viên tại hai xã Vĩnh Xá và Đồng Thanh. Tuân thủ quy trình sản xuất sạch theo hướng Việt Gáp, chủ động áp dụng khoa học kỹ thuật và tăng cường các chất dinh dưỡng tự nhiên như đỗ tương, cá ngâm để tạo độ ngọt, tăng sản lượng cho cây, nên nhãn của hợp tác xã đều được thị trường ưa chuộng. Tuy chưa đến ngày thu hoạch, song các nhà vườn đã có khách hàng và thương lái đặt mua với giá bán cao hơn nhiều so với mọi năm. Hiện nay nó đang là thời kỳ chính vụ thì hợp tác xã tiêu thụ được 50% sản lượng diện cái sản lượng của hợp tác xã, và cái giá của từng sản phẩm thì nó khác nhau, nó phụ thuộc vào cái chất lượng nhãn. Ví dụ như nhãn đường phèn thì năm nay là hợp tác xã bán giá 100.000 đồng trên 1 kg. Với nhãn T6 thì nó rơi vào khoảng 70-75.000 đồng trên 1 kg. Giống nhãn khoai sâu thì tiêu thụ 25.000 đồng trên 1 kg, và giống nhãn siêu ngọt thì 40-45.000 đồng trên 1 kg. Xã Hiệp Cường là địa phương có diện tích nhãn lớn của huyện Kim Động với khoảng 50 ha. Hiện đã vào thời điểm thu hoạch chính vụ, bà con nông dân huy động nhân lực, con người để tập trung thu hoạch nhãn. Thương lái thu mua tận vườn với giá dao động từ 15 đến 25.000 đồng mỗi kg nhãn miền thiết, nhãn khoái châu. Đối với các giống nhãn đường phèn, cùi cổ, siêu ngọt có giá cao hơn, dao động từ 35 đến 40.000 đồng 1 kg. Tại tổ hợp tác trồng nhãn của xã Hiệp Cường, hầu hết các khách hàng là thương lái ở các thành phố, siêu thị, cửa hàng nông sản đã đặt số lượng lớn. Mỗi ngày các thành viên thu hoạch và xuất bán hàng tấn nhãn giá cao. Trong hơn 20 năm làm nhãn thì chưa năm nào có một cái giá cả mà nó gọi là mình tiêu thụ dễ như năm nay. Kể cả hàng sơ chế biến và những cái hàng quả tươi, rất nhiều những cái đơn hàng. Đối với cái nhãn Hiệp Cường thì về cái diện tích sản lượng nhãn so với mọi năm thì nó có giảm đôi chút, thế nhưng mà nó lại đem lại về cái giá trị. Giá nhãn năm nay thì trung bình là cũng từ 40.000 một kg nhãn các loại. Thế thì đối với các hộ nông dân làm vườn thì năm nay thì bà con cũng rất là phấn khởi. Bắt đầu từ năm 2022, đối với cái tổ nhãn xã Hiệp Cường thì được công nhận là cái nhãn chứng nhận Việt Gáp. Thì do vậy là đối với các cái thị trường tiêu thụ bên ngoài họ cũng đánh giá rất cao và tin tưởng vào cái chất lượng nhãn của bà con nông dân ở xã Hiệp Cường. Huyện Kim Động hiện có hơn 300 hecta nhãn, chủ yếu là các giống nhãn đặc sản như đường phèn, T6, nhãn cùi cổ. Trong đó có trên 100 hecta được trồng và chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gáp của các tổ hợp tác xã trên địa bàn. Các diện tích này có giá bán cao hơn từ 10 đến 15% so với nhãn truyền thống thông thường, chủ yếu làm quà biếu và đơn đặt hàng phục vụ các nhà hàng, cơ quan, doanh nghiệp. Hiện toàn huyện Kim Động đã thu hoạch được khoảng 50% diện tích nhãn trà sớm và trà trung. Sản lượng toàn vụ của huyện ước đạt khoảng gần 1.000 tấn nhãn. Để phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của nhân dân tại các xã trên địa bàn tỉnh. Đây chính là thước đo chất lượng phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại các địa phương. Với phương châm xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu phải đảm bảo thực chất, không chạy theo thành tích, việc lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân cũng nhằm đảm bảo cho phong trào được thực hiện một cách hiệu quả, thiết thực.
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ đã chủ trì phối hợp với cấp ủy, chính quyền các thôn, các tổ chức thành viên tiến hành phát phiếu lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trên địa bàn về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện Phù Cừ. Mặt trận Tổ quốc xã đã thành lập các tổ công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đồng thời phối hợp với các chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát, hướng dẫn cũng như xử lý những vướng mắc trong quá trình triển khai. Chúng tôi chỉ đạo ban tổ chức mặt trận phối hợp phân công các cái thành viên đến gặp gỡ các hộ gia đình để tuyên truyền nhân dân và đồng thời lấy cái sự ý kiến của người dân đảm bảo được 10 cái tiêu chí trong cái phiếu đánh giá. Sau khi có các cái ý kiến thì chúng tôi là công khai liên viết tại nhà văn hóa trong 10 ngày để mọi người dân nắm được. Thông qua việc lấy ý kiến người dân, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát mà còn góp phần quan trọng phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Với những nội dung chưa hài lòng, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cùng chính quyền các địa phương nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phân tích nguyên nhân. Đồng thời kiến nghị Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các huyện, thị, thành phố và các sở ngành liên quan của tỉnh có giải pháp hỗ trợ địa phương khắc phục. Chúng tôi tuyên truyền về kết quả xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao để cho các hộ gia đình thấy được cái kết quả này là thực tế. Từ cái cảm nhận đó thì người dân sẽ đánh giá một cách chính xác, khách quan. Việc đánh giá lấy ý kiến hài lòng của người dân ấy là một thước đo có thể nói là rất quan trọng, bởi vì không ai cảm nhận rõ cái kết quả xây dựng nông thôn mới bằng người dân. Việc tham gia lấy ý kiến hài lòng của người dân là rất thực chất và người dân cũng có thêm một cơ hội để bày tỏ ý kiến của mình về những kết quả xây dựng nông thôn mới tại địa phương cũng như là có những cái gì chưa hài lòng và muốn tham gia đóng góp cho Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới để nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của người dân. Trong 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân với tổng số 427.000 phiếu trên 427.000 hộ gia đình. Việc lấy phiếu được triển khai nghiêm túc, đúng quy định, góp phần quan trọng giúp các xã đủ điều kiện được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Hưng Yên là tỉnh đầu tiên của cả nước tổ chức lấy ý kiến người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh. Tính đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 102 xã nông thôn mới nâng cao, 36 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 153 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Thông qua đó đã thể hiện được ý chí, nguyện vọng và sự tham gia giám sát của người dân trong xây dựng nông thôn mới theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Để triển khai dự án xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội qua địa phận tỉnh Hưng Yên theo đúng kế hoạch đề ra, cùng với các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, các ngành liên quan đang tập trung tháo gỡ khó khăn, triển khai các bước theo đúng trình tự để bàn giao phần diện tích còn lại của doanh nghiệp cho đơn vị thi công. Toàn tỉnh hiện đã thu hồi và bàn giao đất cho chủ đầu tư trên 195 ha trên tổng số gần 226 ha, đạt trên 86%. Các địa phương có tiến độ giải phóng mặt bằng nhanh là huyện Khói Châu bàn giao 100% mặt bằng, Yên Mỹ trên 90%, đã di chuyển được trên 99% số ngôi mộ, đang đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng 11 khu tái định cư và 7 khu cải tạo mở rộng nghĩa trang. Khối lượng thi công các khu tái định cư đạt khoảng 70-90%. Trong đó có một khu tái định cư ở huyện Yên Mỹ đã cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện giao đất tái định cư cho các hộ gia đình được tái định cư. Riêng phần đất của 15 doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dự án vành đai 4 với diện tích trên 10 ha, hiện đã giải phóng mặt bằng được 3 trên 15 doanh nghiệp, 12 doanh nghiệp còn lại đã hoàn thành công tác kiểm đếm. Dự kiến phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tổ chức chi trả bồi thường hỗ trợ cho doanh nghiệp trước ngày 30 tháng 8 năm 2024. Theo thống kê của Viettel Hưng Yên, hiện tại trong 7 tháng đầu năm, Viettel Hưng Yên đã hỗ trợ trên 42.000 thuê bao di động chuyển đổi từ mạng 2G sang 4G. Hiện tại thì vẫn còn gần 60.000 thuê bao di động đang sử dụng SIM 2G cần phải chuyển đổi sang 4G. Để chuẩn bị cho việc chuyển đổi về hạ tầng mạng lưới, Viettel Hưng Yên đã tăng cường phủ sóng 4G để thay thế vùng phủ 2G và chủ động mua sắm các thiết bị đầu cuối smartphone giá rẻ để hỗ trợ chuyển đổi cho người sử dụng. Viettel cũng đưa ra chính sách về giảm giá máy từ 30 đến 50% cho khách hàng. Đồng thời, truyền thông sâu rộng tới người dùng thông qua các tổ công nghệ số cộng đồng và người có uy tín tại các địa phương. Bên cạnh đó, Viettel còn tổ chức các buổi bán hàng lưu động đến tận cấp xã, cấp thôn với những điểm hỗ trợ chuyển đổi được hoạt động thường xuyên, liên tục để giải đáp các vướng mắc của người dân trong quá trình chuyển đổi từ mạng 2G lên 4G. Hiến tặng mô và tạng để cứu giúp người bệnh là một việc làm mang ý nghĩa nhân văn cao đẹp với thông điệp cho đi là còn mãi.
Thời gian qua, việc đăng ký hiến mô tạng ở tỉnh đã và đang lan tỏa, thu hút nhiều người tham gia, qua đó góp phần mang lại niềm hạnh phúc cho những số phận kém may mắn. Đã 5 năm sau cái chết của chị Hoàng Thị Trâm, nhưng nhiều người dân ở thôn Đồng Tiến, huyện Hoài Châu vẫn nhớ đến chị bởi nghĩa cử cao đẹp, đó là chị đã hiến giác mạc để giúp những người không may mắn bị khiếm thị. Mắc bệnh ung thư dạ dày, trước khi ra đi, tâm nguyện hiến giác mạc để lại ánh sáng cho chồng và em chồng của chị không thành, bởi bệnh lý của cả hai người không còn khả năng ghép giác mạc. Vượt qua đau đớn thất vọng, chị vẫn quyết định hiến tặng giác mạc của mình. Sau khi qua đời, tâm nguyện của chị được cả gia đình đồng lòng ủng hộ. Bệnh viện là cấp cho người khác, người ta cũng được tinh mắt ra thì mừng cho người ta. Cô Hoàng Thị Vang ở xã Long Hưng, huyện Văn Giang được nhiều người biết đến với người có trên 10 lần tham gia hiến máu và thành phần máu. Nhưng ít người biết, ngay từ năm 2020, cô đã đăng ký hiến tặng mô tạng sau khi qua đời hoặc chết não để mang đến cơ hội sống cho nhiều người. Xuất phát từ tấm lòng mình thấu hiểu người bệnh, muốn nối lại sự sống, tôi đã ấp ủ hơn 20 năm qua. Đến nay mới thực hiện được cái việc đăng ký hiến mô tạng. Và đi bất kể nơi đâu, tôi vẫn cứ lan tỏa. Trong 4 năm qua là đã lan tỏa giới thiệu được 2 người. Đến nay toàn tỉnh đã cấp 391 thẻ đăng ký hiến mô tạng, bộ phận cơ thể người và hiến xác cho y học sau khi qua đời. Những người đăng ký đều được Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia cấp giấy chứng nhận đăng ký và Hội Chữ thập đỏ các cấp quản lý theo dõi cập nhật thường xuyên về địa chỉ, nơi ở, số điện thoại và tình trạng sức khỏe. Chúng tôi là đẩy mạnh cái việc tuyên truyền vận động hiến mô hiến tạng và bộ phận cơ thể người. Đây là một việc làm hết sức là nhân văn và mang tính nhân đạo rất là sâu sắc. Cũng mong là mọi người tích cực tự nguyện đăng ký tham gia hiến mô hiến tạng, vì cho đi là còn mãi. Hiến tặng mô tạng để trong cuộc đời này có thêm nhiều đôi mắt sáng, nhiều trái tim ấm áp được đập những nhịp đập yêu thương. Và thông điệp cho đi là còn mãi sẽ tiếp tục được lan tỏa sâu rộng trong cuộc sống và trở thành phương châm sống của nhiều người dân trong tỉnh. Để công an cấp xã yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Thời gian qua, các xã trên địa bàn huyện Khoái Châu đã đẩy nhanh việc triển khai xây dựng trụ sở làm việc cho lực lượng này, phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành xây dựng 100% trụ sở công an xã thị trấn. Xã Tân Dân là một trong 9 đơn vị công an cấp xã đầu tiên trên địa bàn đã bàn giao đưa vào sử dụng trụ sở làm việc mới công an xã. Từ cuối tháng 12 năm 2023, 24 xã thị trấn của huyện Khoái Châu đã được quy hoạch đất để thi công công trình trụ sở làm việc của công an xã với đủ các hạng mục theo quy định như phòng làm việc, phòng tiếp công dân, phòng ở, nhà bếp và các hạng mục phụ trợ khác. Công trình đã góp phần quan trọng nâng cao điều kiện sinh hoạt, phục vụ công tác chiến đấu của lực lượng công an xã. Huyện Khoái Châu phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng 100% trụ sở công an xã trong năm 2025. Việc sớm hoàn thành trụ sở công an xã sẽ đảm bảo điều kiện làm việc, sinh hoạt, nơi tiếp dân để cán bộ chiến sĩ công an xã thị trấn ổn định công tác, yên tâm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương. Trên địa bàn thành phố Hưng Yên, mặc dù việc thu gom rác thải sinh hoạt ở các phường nội thành được thực hiện hàng ngày, song vẫn xuất hiện những bãi rác tự phát. Đơn cử tại khu vực tổ dân phố Cao Xá, phường Lam Sơn, thời gian gần đây đã xuất hiện bãi rác tự phát kéo dài hàng trăm mét, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị. Bãi rác tự phát xuất hiện tại khu vực đường nối từ đường Bắc Đinh Điền sang đường Bạch Thái Bưởi thuộc tổ dân phố Cao Xá, phường Lam Sơn, gần trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh mới. Phần lớn rác thải khu vực này là các loại phế liệu xây dựng như gạch vỡ, bê tông, kính vỡ, vỏ chai và các loại chất thải rắn công nghiệp thông thường như vải vụn, xi đánh giày, kéo dài cả trăm mét. Khu vực này không có dân cư, không có hệ thống camera giám sát nên nhiều cá nhân tổ chức đã lợi dụng lúc khuya vắng để đổ trộm rác thải phế liệu. Không những vậy, tại khu vực trên thường xuyên xảy ra tình trạng đốt rác gây ô nhiễm môi trường. Trong thời gian tới thì Ủy ban Nhân dân phường tiếp tục phối hợp với công ty môi trường đô thị thường xuyên kiểm tra và phát hiện kịp thời các cá nhân tập thể có hành vi đổ rác thải tại vị trí này để xử lý theo quy định. Đồng thời sẽ giao cho bên công an phường chỉ đạo đội an ninh cơ sở tại phường thường xuyên tuần tra để kiểm tra, giám sát
các cá nhân tập thể có những hành vi đổ rác và sẽ xử lý đúng theo quy định. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.